Hi, xin chào tất cả các cô chính chủ đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Hôm nay video mình lên màu cực kỳ đẹp cho anh em luôn nha. Đấy, thì cái video 125/2025 vừa ra mắt tại thị trường nước bạn. Nhưng mà nó chỉ thay đổi một số mẫu mã về tem hay nọ kiểu màu nọ kiểu thôi, chả khác gì hết trơn á. Đấy, thì hôm nay bên cửa hàng mình á có lên viral cho anh em. Ở đây là màu trắng đen ha, màu trắng đen cực kỳ đẹp luôn. Cửa hàng của mình là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. Và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là màu trắng đen. Đó, màu này rất là hot luôn. Về anh em muốn lên đèn bi cầu, đèn led Audi gì đó lên á thì bên cửa hàng mình có lên cho anh em luôn. Thứ nhất, thứ hai, bên đây. Trời ơi, màu xám xi măng đen. Cái màu này hiện tại đang hot nha. Sắp tới mình còn về cho anh em một số màu giống như màu xám titan nữa là bao ngon luôn. Đấy, thường thường viral anh em hay nói với mình á một cái vấn đề là phuộc của nó không có ngon đúng không, thì đây anh em qua bên hông đây anh em xem nè. Rồi thì cặp phuộc này mình rất chi là ưng luôn anh chị ha. Đó, màu đen vàng đồng, cái ti ở trong cặp bá luôn mình nó màu vàng đồng nữa, cái bình dầu của nó cũng là cái màu vàng đồng luôn. Cặp phuộc này thì đợt trước em muốn mua một cặp này để cho nó lên cái chiếc xe AB của em á, nhưng mà nó lại không có hàng. Đấy, hàng này chính hãng Asiro đàng hoàng nên có bảo hành cho anh chị đàng hoàng luôn, cứ yên tâm nha. Xì dầu nhất này nọ kiểu á mà gọi là không bị lỗi từ nhà sản xuất á thì bên em sẽ gọi là bảo hành 1-1 cho anh chị trong vòng 1 năm trời. Rồi, cái đó là cái bình dầu dạng bình dầu dưới nha. Còn anh em thích bình dầu trên mình vẫn có bình dầu trên cho anh em luôn. Nên là em thoải mái lựa chọn xe, lựa chọn phục này nọ kiểu ha. Còn cái phục zin mình làm gì hả? Nếu như mà anh em á mua phục muốn giảm chi phí á thì bán lại phục zin cho bên mình. Còn nếu như để mình trừ cái tiền vô cái phục độ. Còn nếu như mà anh em mà muốn cầm hai cái phục luôn á thì cứ lấy hai cái phục mang về thôi. Phục zin mình cứ để đó, khi nào mình chạy những cái phục này mình chán nè thì mình sẽ lấy cái phục zin mình gắn vô lại rồi mình đem bán xe cũng được luôn. Ok đúng không anh em? Đấy, đỡ phải hư phục của mình. Rồi, đây. Xe thì nếu mà anh em chơi nó mập mạp thì mình nói là nó chả mập mạp đi chân, mà hiện tại bây giờ ra đường mình thấy ít người đi viral 125 hơn rất là nhiều luôn. Từ khi nó thiết kế thành cái mẫu mã này, cái đầu xe bự hơn tí xíu là ít thấy người ta đi lắm nha, ít thấy anh em bảo thủ độ xe độ kiển nó kiểu về cái mẫu xe mà Vario 25 này lắm. Nhưng mà cái con này á, mình nói thiệt là nó hơn cái thằng mà Vario 125 phiên bản cũ rất là nhiều. Mình nói thật, do là anh em ham cái mẫu mã nó kiểu thôi, chứ mình thật sự là nó hơn cái thằng Vario 125 phiên bản cũ rất là nhiều. Nó thứ nhất là nó đi là mâm đĩa lớp là của thằng Vario 150 nè. Đó, heo là Tokiko nè ha. Tokiko đúng rồi. Đó, lớp là vành của nó là Made in Indonesia luôn. Rồi, xe này á thì hiện tại sẽ có mức giá như thế nào? Bây giờ các bạn có thể xem liên một số cái mẫu xe bên cửa hàng mình ha. Rất là nhiều màu sắc cho anh em có thể lựa chọn luôn. Anh em lưu ý nha, cái giá mình báo cho anh em là đã bao gồm thuế VAT và thuế nhập khẩu rồi. Đọc cái đúng cái giá này, anh em dựa vào cái giá này lên đây mua xe và tự làm biển số nha. Còn nếu như muốn biết bên mình làm biển số á thì anh em phải đưa thêm tiền chi phí như thế nào, lăn bánh, giá biển số, giấy tờ cà vẹt ra sao thì nhắn tin cho mình qua số điện thoại là dưới bên góc màn hình. Đó. Rồi, hiện tại thì giá Vario 125 bên cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát ở 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mức giá là đối với phiên bản chìa khóa thường là 38,5 triệu nha. Còn phiên bản chìa khóa Smart Key là 42,5 triệu. Hiện tại thì trong cái tháng này nó đã lên 500.000 so với tháng trước rồi nha anh chị. 500.000. Có lên có xuống, em có báo cho anh chị đàng hoàng luôn nên anh chị có thể xem và check lại ha. Phuộc thì bên em sẽ có rất nhiều loại phuộc, giống như là ở đây nè, anh chị sẽ thấy được là đây. Phuộc bình dầu trên màu vàng đen. Đó. Bình dầu trên vàng đen. Rồi qua bên đây, nếu mình thích đen không này nọ kiểu thì bên đây mình sẽ có là phuộc bình dầu trên. Rồi, ở đây thì có bình dầu trên là màu đen ha, đen thui luôn mà có màu hồng dặm thêm. Còn nếu như thích nhấn hơn tí xíu nữa thì mình sẽ có phuộc là đỏ đen thế này, bình dầu trên nha. Kế bên nữa là mình sẽ có bình dầu dưới màu đen, màu vàng bạc. Đó, kế bên nữa thì mình sẽ có mà bình dầu trên màu vàng đen. Rồi thì đó là một số màu sắc bên cửa hàng mình. Ở đây thì mình có một cái con này nữa, là cái con này là xe là phiên bản màu vàng ha anh chị ha. Nhưng mà nó đã lên nó là màu xám xi măng giống như con kia thôi. Xám xi măng mặt nạ phía trước là màu đen thế này cũng rất là đẹp luôn. Cũng lên phục này nọ kiểu. Con xe này bảo đảm là khách sẽ lựa chọn và mua rất là nhiều luôn. Vì nó khá là đẹp. Đấy, anh em độ kiển nó là cũng rất là đẹp luôn. Thì trên xe mình có độ cho nó là cái những con ốc của Saga. Đấy. À, tùy anh em thôi, anh em thích gắn thêm ốc thì gắn, không gắn thì thôi. Giá mình báo cho anh chị là không có tính tiền màu sơn nha. Những cái tiền màu sơn độ thì cộng thêm cho em là 3,5 triệu tiền màu sơn. Trong 3,5 triệu này thì em sẽ gọi là thay đổi cái màu sơn trên cà vẹt cho anh chị là đi đúng hợp lý hợp pháp đàng hoàng ha. Hợp lý hợp pháp và chiếc xe.
chứ không phải là em bán cho anh chị chiếc xe mà lên màu sơn anh chị hỏi em là có ra cà vẹt đi không. Ra cà vẹt được chứ không sao không ra được đấy. Còn anh chị mua xe về xong anh chị tự đi sơn nó kiểu mà không thay đổi màu sơn trên cà vẹt á, đi ra đường là bị bắt là đúng rồi đó nha. Cái đó là đúng rồi. Thứ hai là vấn đề trả góp. Những chiếc xe mà Vario 125 này á, nếu như anh chị muốn trả góp thì đưa trước cho em không đồng, khỏi còn đưa tiền luôn, vẫn lên hồ sơ được, lấy xe về được, mức lãi suất 90.000 đồng một tháng, 99.000 chứ, 99.000 một tháng. Là nếu anh chị vay 10 triệu thì một tháng tiền lãi của anh chị là 99.000. Em thí dụ con xe này là 42.500.000, anh chị lăn bánh thành 45 triệu nha. Anh chị vay cho em hết luôn là 45 triệu, thôi tính 50 chẳng đi cho nó dễ tính, 50 triệu. 50 triệu mà một tháng là 100.000 thì 50 triệu á là thành ra là 500.000 tiền lời, 500.000 một tháng. Đó, vay 50 triệu là 500.000 tiền lời một tháng. Tính ra một ngày anh chị lấy 500 chia 30 đi anh chị đó không có nhiều chừng, mười mấy ngàn thôi à. Chắc là khoảng là 15.000, 15-16.000. Đấy. Nhưng mà mình có chiếc xe mình đi về. Nhưng mà cái đó là đối với điều kiện những anh chị nào mà không có nợ xấu, điểm tín dụng tốt thì mới vay được cái kiểu là không cần đưa chất đồng nào vẫn lấy được chiếc xe về. Còn nếu như mà anh chị hồ sơ đen đã từng quỵt nợ hay trả nợ trễ hay là nợ xấu nợ kiểu á, tùy vào mức độ nợ xấu của anh chị có thể lên được hồ sơ hay không á, thì có thể nhắn tin qua Zalo cho em sẽ tư vấn cho anh chị. Đó, còn muốn được cái lãi suất như vậy mà phải trả trước cho em nha. Nợ xấu trả trước cho em 20%. Thí dụ chiếc này 45 triệu trả cho em 9 triệu hoặc là 7 triệu gì đó là lấy chiếc xe về, vẫn được hưởng cái mức lãi giống như hồi nãy em vừa nêu, 0.99% một tháng. Ok mà, đang chạy chương trình tới cuối năm lận nên là anh chị nào muốn mua xe hiện tại bây giờ thì tranh thủ mua, tại vì hiện tại bây giờ nó cũng gần Tết rồi, gần lễ gần này nọ tùm lum la chân á, là giá xe hiện tại nó đang tăng dần lên chứ không phải nó không xuống đâu, nên anh chị đừng có đợi chờ. Cái này em chia sẻ thật sự với anh chị ha. Đó. Rồi, thì nói chung một số cập nhật nhanh của em thôi. Rồi, thì đối với con Vario màu trắng đen này á, thì cái logo bên hông của nó sẽ là cái phiên logo là màu vàng đồng, logo 3D vàng đồng nha. Đấy. Nếu như các bạn nào mà thích cái kiểu như là cái con màu sáng xi măng mà logo màu vàng đồng giống như vậy thì có thể kêu tụi mình gắn cho các bạn, tại vì cái con bên đây sáng xi măng này á, cái logo của nó sẽ là logo sơn thôi, tem sơn thôi. Đấy, tem sơn thôi anh chị ha. Cả hai con đều là ổ khóa smart key hết. Rồi, một vấn đề nữa là mình có một cái option này cho anh chị. Có nghĩa là khi anh chị mua cái chiếc xe mà Vario 125 bên em mà phiên bản chìa khóa smart key chính hãng á của hãng thì mình chỉ có tính năng là chống dắt thôi, khi mà ai đụng cái xe mình thì nó kêu dắt tiếp đúng không. Nhưng mà một cái option nữa cho anh chị chỉ cần bỏ tiền ra mua một chiếc xe là phiên bản chìa khóa cơ thôi, xong rồi lên một bộ ổ khóa smart key bên cửa hàng của em thì anh chị sẽ được tính năng chống cướp luôn, là khi mà ăn cướp xe của anh chị chỉ cần cầm chìa khóa trên người rồi chạy đi cách xa xe khoảng vài mét thôi là xe nó tự động tắt hết nguồn điện trên xe và khóa xe và kêu lên. Đấy, thì ăn cướp nó sẽ không cướp được xe của anh chị. Thứ hai là đang đi trên đường, chìa khóa có rớt nó cũng hú lên cho anh biết. Thứ ba là về mà đá chân trống tắt máy rồi nhưng mà chưa tắt nguồn điện trên xe hay quên kiểu gì lắm, hồi ra hết chân bình thì chiếc xe này cũng thông báo cho anh chị biết luôn. Đấy, đó là anh chị nào mà muốn biết chi tiết hơn và những tính năng nhìn nọ kiểu cần tư vấn giá lăn bánh hay là như thế nào, xếp xe sao á, thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại dưới góc màn hình 0785 888 030. Xin chào và hẹn gặp lại.